Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Amen. Phước hạnh Chúa cho đời sống của chúng ta. Thật là phước hạnh lớn lao. Được hầu vì Chúa là một đặc ân của cho chúng ta. Amen anh chị em. Lúc nhỏ lớn lên tôi hứa với lòng của mình là lớn lên làm cái gì thì làm. Gác mướn ở bến tàu hay làm bất cứ điều gì có thể làm, chứ không bao giờ làm mục sư. So growing up, I told myself I only captured like half of it, and I don't know what gác mướn something is. Labor worker. But I told the Lord that I would do everything and be a labor worker. But I would not want to serve the Lord as a pastor in my life. Rồi cảm ơn Chúa. Chúa nghe thấy và nghe biết những điều tốt hơn, cho nên Ngài đã gọi. Và cảm ơn Chúa, tôi đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa và hôm nay có thể đứng trước mặt quý ông bà anh chị em để nói rằng hầu việc Chúa là một đặc ân cho chúng ta. And praise the Lord, I answered the call of God, and through all of these years God's shown his faithfulness. I'm standing here today and I can say that God's plan is always the best plan. Và thật là phước hạnh cho cuộc đời của chúng ta khi Chúa Ngài có thể tin cậy và giao cho chúng ta công việc của vương quốc của Ngài. And what a blessing it is where God can trust us to fulfill the responsibility of his kingdom work. Nên đáp lại sự kêu gọi của Chúa là điều mà chúng ta vui mừng để bước vào, bởi vì sự kêu gọi của Chúa là sự kêu gọi đầy vinh dự và phước hạnh ở trong ơn của Chúa. So responding to the call of God is an honor and a privilege and full of blessing. Vì đấng mà chúng ta đáp ứng lại với sự kêu gọi của Ngài là Chúa toàn năng của chúng ta. Because the God to whom is calling us, he is the almighty God. Và khi chúng ta phục vụ Ngài thì Ngài là một người chủ rất là tốt lành. And when we serve him, he's a good boss. Anh chị em, chúng ta đã thấy những điều mà hội thánh của Chúa, chúng ta nhìn thấy được sự hy sinh của những người hầu việc Chúa thì chúng ta tán thưởng họ, chúng ta nói rằng ô một cuộc đời thật sự hết lòng hy sinh Chúa để hầu việc Chúa. When we look upon those who give their lives, their entire lives to serve the Lord, we say to them, wow, what a great sacrifice, that's amazing. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta thấy xa hơn nữa. But let us look even further. Tôi Đức Chúa Trời chúng ta là một ông chủ tốt lành. Let us look and see that our boss, our God, is a good boss. Và Ngài là đấng sẽ đông lại cho chúng ta với mức độ mà chúng ta đông ra cho Ngài. And God will pour into us at the level at which we pour out for him. Nhưng mà khi Chúa Ngài đông lại cho chúng ta thì Ngài sẽ đông một cách Ngài lắc cho chặt, Ngài nén cho đầy để đông lại cho chúng ta. And when the Lord pours out his goodness upon us, he shakes us, he stirs us, and then he makes sure the lid is on tight so that we have everything that we need in him. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì điều này áp dụng cho đời sống của cá nhân cũng như hội thánh của Chúa. And we thank the Lord because we can apply this not only to our individual lives but to our church. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 41 năm ngày thành lập của VBC Houston. Today we celebrate the 41st anniversary of VBC Houston. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Như tôi nói, sáng hôm nay tôi được đặc ân là người đã được Chúa Ngài gọi chọn để thành lập hội thánh này. And as I said to you this morning, I have been honored and privileged to be the one who God called to establish VBC. Và ở lại hầu việc Chúa từ ngày đầu cho đến ngày hôm nay. And I'm here today throughout all the years from the beginning to the end to serve my Lord. Khi tôi đáp lại sự kêu gọi Chúa để thành lập hội thánh của Chúa, năm đó chỉ mới 23 tuổi. Whenever I responded to God's call to establish VBC Houston, I was only 23 years old. Không có kinh nghiệm, không có gì hết no ở trong tay. No experience, nothing in my hands. Tất cả những gì tôi có lúc đó là một cái chiếc xe. All that I had was a car. Một cái thùng đựng sách, tài liệu để có thể chuẩn bị bài giảng. With books that I could use to prepare sermons. Và cảm ơn Chúa trong sự chu cấp kỳ diệu của Đức Chúa Trời của chúng ta. And I praise God through God's supernatural provision. Chúa đã đưa chúng ta một đoạn đường rất là dài. God's taken us through a very long journey. Amen. Từ một hội thánh họp mặt ở trong một cái phòng trường Chủ nhật nhỏ ở trong một nhà thờ được tên là Baptist Riverview. From a church that met in a really small room on the second floor of a church called Riverview Baptist Church. Cảm ơn Chúa, Chúa Ngài mang chúng ta đến đây cho đến ngày hôm nay. To today where God has brought us to this beautiful new facility. Và Chúa Ngài ban phước ở trên hội thánh của Chúa một cách hết sức là kỳ diệu. And God has blessed us supernaturally. Amen. Và chúng ta có thể nói câu chuyện của VBC Houston, cái dòng lịch sử của VBC Houston là công việc của Đức Chúa Trời, his story, công việc của Ngài. And when we reflect upon the last 41 years, we can confidently say that it is his story. Bởi vì chúng tôi không có gì để đóng góp vào trong việc này. Because we have nothing to be able to give into what God is doing. Lúc đó cũng không có cái bằng nào, chỉ có cái sự bằng lòng để hầu việc Chúa. At that time,
there's a play on words in Vietnamese bằng a degree. But I was willing in Vietnamese is bằng lòng. I was willing. I agree. So I didn't have a degree, but I agreed to serve God. Amen, anh chị em. Amen. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài đã ban phước trên điều đó. But praise God because He blessed me. Bởi vì chính Chúa là đứng kêu gọi thì Ngài cũng là đứng tiếp trợ cho chúng ta. If God is the one who called, He's the one who's going to provide all the resources, everything we need. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 40 năm ngày thành lập VBC Houston. Today we celebrate VBC Houston's 41st anniversary. Hôm nay đánh dấu một ngày mới ở trong lịch sử của hội thánh. Today is a new day in the history of the church. Mà một ngày là những cái cuộc chiến ở trong quá khứ của chúng ta dường như nó đã rời xa chúng ta. A day like today, we look upon the struggles of the past and we seem like it's so far away. Trong những chuyến đi vừa qua, chúng tôi thấy một điều hết sức là kỳ diệu. Over the recent ministry mission trips, cảm ơn Chúa về những người chống đối chúng tôi bây giờ họ ngồi để nghe chúng tôi giảng ở tại Việt Nam. We saw an amazing thing. People who once persecuted us, people who once opposed us, they wanted to sit at the same place with us to receive the teaching from God. Những tổ chức bắt bớ chống đối chức vụ chúng tôi vì những việc quyền năng mà Chúa Ngài ban cho. All of the religious institutions who rose up against us about the spiritual gifts. Vậy bây giờ họ chạy đến để đón nhận những gì Chúa Ngài ban cho đời sống của chúng tôi. God has given us and receive the impartation of it. Ngợi khen Chúa về Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài biết việc Ngài làm. We praise God because God knows what He's doing. Và khi chúng ta trung tín làm công việc Chúa Ngài sai phái chúng ta. And when we're faithful to do the work that God has called us to, giao chiến trận ở trong tay của Chúa. To give the battle to Him to fight. Và chính Ngài sẽ là đứng chiến trận cho chúng ta. Will be the one who is the warrior on the field fighting on our behalf. Bây giờ chúng ta nghe những tiếng chống đối bắt đầu nhỏ dần. Now, today, we hear that the words of opposition have quieted down. Những điều Chúa làm và ban cho chúng ta được lan tỏa và được đón nhận khắp mọi nơi. The things that God has given us and blessed us with, it's begin to expand to various countries. Trước đây người ta phê bình và chỉ trích chúng ta. Before people would criticize us and say là một thánh suốt ngày cứ giảng về sự chữa lành, giải cứu, về quyền năng của Đức Thánh Linh. That we were a church that kept preaching about healing, deliverance, the spiritual gifts. Và bây giờ thì người ta đón nhận và nói rằng xin đến và dạy chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi có thể cùng kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa như vậy. But bless God, today, now they come to us asking for help so that they can receive teaching and know how to apply all these things. Và tôi tin rằng bởi chúng ta trung tín trong việc nhỏ, Đức Chúa Trời đang giao chúng ta những việc lớn hơn. And I believe because we've been faithful in the small things that God has given us greater things to accomplish. Chúa Ngài dắt chúng ta đi đến cái chỗ để mắt của chúng ta được mở ra để nhìn thấy sự vinh quang của Chúa. God has given us eyes, opened eyes in the spirit realm to see His glory. Để chúng ta thấy đường lối của Ngài. So that we can see His ways. Chúng ta thấy được thời điểm của Ngài. That we can see His timing. Chúng ta chứng kiến những cuộc đời được thay đổi. We have been a witness to lives chúng that have been transformed. Chúng ta thấy những hôn nhân được khôi phục. Marriages that have been restored. Những quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời được thể hiện. The healing power of God manifest. Và nhiều người đã kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa. And so many receiving blessing from the Lord. Hội thánh của Chúa được phát triển xuyên qua sự yểm trợ khích lệ của VBC. And the church of God in general has been grown and expanded through the work that God is doing here at VBC Houston. Trong các chuyến đi, trong các năm gần đây. In the most recent years, if we've traveled for missionary and ministry trips. Một trong những điều mà làm cho lòng của tôi luôn luôn vui mừng, tràn đầy sự vui mừng đó là. One of the things that causes my heart to be overflowed with joy is. Được gặp gỡ những con người đã hưởng được phước của Chúa qua chức vụ của VBC Houston của chúng ta. That have benefited in blessing from the ministry of VBC Houston. Thì họ chạy tìm tôi ở giữa đám đông và đến để có một lời cảm ơn vì chức vụ và đời sống của mục sư đã ảnh hưởng trên cuộc đời của tôi. There have been times when they would seek me throughout a large crowd just to come and thank me for the impact that God made in their life through the ministry that God has given us here at VBC Houston. Có những người họ bỏ những cái túi hành lý của họ để chạy đến ôm chúng tôi và nói rằng cảm ơn mục sư vì nhờ mục sư và chức vụ của mục sư mà hội thánh và hội thánh VBC Houston mà tôi có được ngày hôm nay. Some people at the airport would just leave their luggage on the side, not caring if anybody was going to take it, just so they could run up and thank us for God's work in the ministry here at VBC Houston. Những người đến để làm chứng về sự chữa lành mà Chúa Ngài đã dùng people chúng tôi to để phục vụ họ. Testimony about healing that they've received through our ministry. Ung thư được chữa lành. Cancer has been healed. Những người bị tật bệnh khiến cho không thể đi được bây giờ đã đi lại, people sinh hoạt một cách bình thường. People who are unable to walk through some kind of sickness or disease, they're able to walk again. Những cặp vợ chồng không thể sinh con được bây giờ có nhiều đứa con nhắc đến để cảm ơn. Who were barren, now they bring their child to us to say thank you, we've been blessed.
Cảm ơn Chúa Đức Chúa Trời, Ngài đã chứng minh sự cứu gọi và những điều Chúa dạy dỗ chúng ta tại đây là những điều thật từ nơi lời của Ngài. We praise God because God's calling upon our church has been affirmed through His hand moving in us. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được dự phần để phát triển hội thánh của Chúa. And we thank God for the blessing it is to be able to grow the kingdom ministry. Và trong suốt năm nay, and throughout this year, trong 10 tháng qua, over the past 10 months, mỗi ngày Chúa Ngài khiến chúng ta được gần gũi Chúa càng hơn. Every day God has allowed us to draw closer to Him. Và được Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta. And God has guided us every step of the way. Để chúng ta trở lại bám sát theo những điều căn bản của tinh lành của nước trời. And this is so that we could once again cling to the foundational truths according to God's word. Để được trời mở ra trên chúng ta. To go back to the basics so that we could have an open heaven above us. Khải tượng của Chúa cho chúng ta thật là rõ ràng. The vision that God has given us is very clear. Kế hoạch của Chúa thật là vững vàng. And His plan is quite solid. Và Chúa Giêsu đang xây dựng hội thánh của Ngài để chinh phục cộng đồng của chúng ta. Is building His church in order to attain the congregation, in order to attain the community, to win their souls. Và xây dựng các gia đình của chúng ta. And to build families. Hầu cho danh của Chúa được vinh hiển. So that His name would be glorified. Ngợi khen Chúa. Praise God. Hôm nay chúng ta cảm tạ El Shaddai, một danh xưng của Đức Chúa Trời. Đó là Ngài là Đức Chúa Trời đấng đủ đầy ở trong đời sống của chúng ta. Today we praise our Jehovah, our God, under His name El Shaddai, and that means a God who is sufficient. Tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ đến danh này của Chúa. I invite you, church, to ponder upon this name of God. Và chúng ta đặt dòng lịch sử của VBC Houston song song với điều mà danh này của Chúa có thể mang đến. And as we do that, let's reflect upon, at the same time, the history, the 41 years here at VBC Houston. Thi Thiên 91 ghi lại cho chúng ta công việc của Chúa toàn năng. Psalm 91 writes for us the work of our Almighty God. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng toàn năng. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con, cũng là Đức Chúa Trời của con. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh của Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mộc của ngươi. He will cover you with His feathers and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay ban ngày. You will not fear the terror of night nor the arrow that flies by day. Hoặc dịch lệ lây ra trong nơi tối tăm hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa. Nor the pestilence that stalks in the darkness nor the plague that destroys at midday. Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi. Nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. A thousand may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu của mình và Đấng Chí Cao làm nơi cư trú mình. If you say the Lord is my refuge and you make the Most High your dwelling, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có dịch lệ nào tới gần trại ngươi. No harm will overtake you, no disaster will come near your tent. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường lối của ngươi. For He will command His angels concerning you to guard you in all of your ways. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay của mình, kẻo chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi đã dài đạp ở dưới chân. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Vì người kính mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ bảo vệ người, vì người biết danh ta. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong cơn giăng trưng, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Anh chị em, nếu chúng ta đặt VBC Houston vào trong vị trí của các chữ con hay là ngươi, chúng ta sẽ thấy được điều này cũng áp dụng cho hội thánh của Chúa. When we put the name VBC Houston in place of all the pronouns I and he, thí dụ
VBC Houston ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. VBC Houston sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. VBC Houston dwells in the shelter of the Most High and will rest in the shadow of the Almighty. Chúng ta cảm ơn Chúa vì El Shaddai, Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng có thể gìn giữ, bảo vệ, chu cấp, ban phước trên đời sống của chúng ta. We praise God that our God El Shaddai has more than enough to give us everything that we need. Ngài là tất cả những gì chúng ta cần. He is everything that we need. Và Ngài là Đấng đầy đủ và đủ đầy cho tất cả những gì chúng ta cần ở trong đời sống của chúng ta. Our God is sufficient. Everything that we need is in Him. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã giới thiệu chính mình Ngài cho chúng ta ở trong ơn của Ngài. We praise God that He introduces Himself to us. Cảm ơn Chúa vì Ngài kéo tấm lòng của tôi trở lại với những gì Chúa Ngài đã định để hội thánh của Ngài tràn đầy phước hạnh, quyền năng và kết quả. Praise God that He tugged and pulled at my heart to bring the church back to what He had planned the church to be. Ở năm 1989, Chúa Ngài đã làm điều này. In 1989, God did this. Trong một buổi sáng của lễ rạng đông Ngài Chúa Phục Sinh, chúng tôi nghe được sự kêu gọi của Chúa trở về và dành tối thứ ba để cầu nguyện tìm kiếm sự phục hưng cho hội thánh của Chúa. At a sunrise service on Easter morning, by the lakes of Clear Lake, the Lord called out to me and He said to me, bring the church back to come and pray for revival every Tuesday night. Bởi vì chỉ có quyền năng của Chúa và sự hiện diện của Ngài cũng như sự sống Chúa ban cho mới khiến hội thánh của Chúa có kết quả được. Because it's only through the power and the presence of God that the church can be effective. Không phải kế hoạch của giáo hội cũng như đường lối của con người. It can't be the strategies of the religious institution or the plans of man. Mà Ngài nhắc nhở tôi rằng chính Ngài là đứng tiếp trợ chứ không phải là con người. That He was the one that He was going to provide and lead us and guide us, not man. Và chính Ngài là đứng kêu gọi tôi vào trong sự hầu việc. And He is the one who called me into His service. Thì chính Ngài cũng là đứng mà tôi sẽ nhận được sự tiếp trợ từ nơi Chúa cũng như sẽ đứng ở trước mặt Ngài để trình diện đời sống của mình và chức vụ của mình ở trước mặt Chúa. And surely He would be the one that would provide my every need and every resource, and He would be the one that I would stand before on my last day to answer for everything He has called me to. Và ngợi khen Chúa, Ngài đã chứng minh một cách hết sức là rõ ràng là tại đây. And praise God that God has proven Himself very clearly. Đó là Ngài, bởi vì chúng ta kính mến Ngài cho nên Ngài sẽ giải cứu chúng ta, bảo vệ chúng ta, bởi vì chúng ta biết danh của Ngài. And it's because we revere our Lord God. And as He reveals Himself that we honor Him, He honors us. Ngài hứa với chúng ta rằng bởi vì chúng ta kêu cầu Ngài thì Ngài đáp lời chúng ta, và trong cơn giăng trương Ngài ở cùng chúng ta, giải cứu chúng ta và tôn quý chúng ta. And when we call upon Him, He always answers, and through His name El Shaddai, He will meet our every need. Chúa Ngài sẽ làm cho chúng ta thỏa lòng sống lâu và chỉ cho chúng ta thấy sự cứu rỗi của Ngài. God will cause us to be joyful, to be satisfied and to live a long life on this earth. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Đó là dòng chảy của VBC Houston của chúng ta. That is the river that flows through VBC Houston. Nguyện xin Chúa Ngài cho để tất cả chúng ta đều kinh nghiệm đời sống của chúng ta trong sự dẫn dắt ban phước của El Shaddai, Chúa toàn năng của chúng ta. May God allow each and every one of us to experience the Lord as He is El Shaddai, the all-sufficient one. Danh này được bày tỏ ra cho Abraham lần đầu tiên, được chép ở trong Sáng Thế Ký chương 17 câu số 1. This name was revealed to Abraham the very first time in Genesis chapter 17, beginning with verse 1. Abraham là tổ đức tin của chúng ta. Abraham is our father. Faith father. Để chúng ta cảm ơn Chúa vì khi chúng ta bước đi trong phước hạnh mà Chúa Ngài đã dành cho Abraham. And we praise God that when Abraham walked in the blessing that God had in store for him. Bởi vì Chúa Giêsu đã bẻ gãy sự rủa sả trên cuộc đời của chúng ta. God had already broken off the curse that's upon our lives. Bởi vì Ngài đã chịu treo trên cây gỗ để nhận sự rủa sả thay thế chúng ta. Thì bây giờ chúng ta có thể tiến vào để nhận phước lành của Abraham. Then we can step into the blessing of Abraham. Hãy đặt mình vào ở trong cuộc đời cũng như sự ban phước mà Chúa dành cho Abraham. So let us put ourselves in the stream of the blessing that God had in store for Abraham. Sáng Thế Ký chương 17 từ câu 1 đến câu số 6 chép. Genesis chapter 17 with verse 1 through 6. Khi Abraham được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Đây là chữ El Shaddai đến cho em. Con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. That is another name for El Shaddai. Walk before me faithfully and be blameless. Ta sẽ lập giao ước với con và làm cho dòng dõi của con gia tăng gấp bội. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Abraham quỳ sấp mặt xuống đất. Đức Chúa Trời phán với ông. Abraham fell face down and God said to him,
Về phần ta, đây là giao ước ta lập với con. Con sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. Người ta sẽ không còn gọi con là Abraham nữa, nhưng tên của con sẽ là Abraham, vì ta lập con làm cha của nhiều dân tộc. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you the father of many nations. Ta sẽ làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, từ nơi con sẽ ra nhiều dân tộc. Và các vua cũng sẽ từ nơi con mà ra. I will make you very fruitful. I will make you nations of you, and kings will come from you. Tôi nhận lời này cho VBC Houston. I receive this word for VBC Houston. Đó là bởi vì chúng ta có Đức Chúa Trời toàn năng El Shaddai ở với chúng ta. It is because we have our Almighty God El Shaddai with us. Và khi chúng ta bước đi và sống thật trọn vẹn trước mặt Ngài. That as we walk in this world and live according to God's word. Thì Ngài sẽ lập giao ước với chúng ta. Then He will establish His covenant with us. Và làm cho dòng dõi chúng ta gia tăng một cách lớn lao. And cause our generations to be expanded. Cảm ơn Chúa vì lời hứa của Chúa. Praise God for His promise. Và chúng ta đã thấy điều này. And we see this. Chúng ta cảm ơn Chúa vì gặp gỡ những con cái của Chúa ở xa. We thank the Lord for the privilege to be able to meet Christians from afar. Họ xin được làm thuộc viên của VBC Houston. They asked to become long distance members, church members of VBC. Chúng ta cũng có những đứa con thuộc linh. We also have spiritual children. Và cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã sử dụng đời sống của họ. Bây giờ họ là những người hầu vì Chúa và có kết quả cho vương quốc của Chúa. And we praise God that God has used their lives and their lives have been effective for the kingdom. Và tôi công bố rằng Chúa Ngài sẽ làm VBC Houston. And I declare that God is going to cause VBC Houston. Sẽ là hội thánh mẹ, hội thánh giúp đỡ cho nhiều hội thánh khắp nơi trên thế giới. One that supports and helps churches all over the world. Amen. Amen. Chúa Ngài đang làm và Ngài sẽ làm lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. God is doing it now and He's going to do it even greater in the days to come. Có những chức vụ đang được Chúa sử dụng một cách lớn lao tại Việt Nam. There are ministries that God is using mightily in Vietnam. Họ kể rằng tất cả những phước hạnh đó là do họ học được kinh nghiệm và được chuyển tải từ VBC Houston của chúng ta. And they consider every blessing, every resource that they've had to be able to minister to others is something that they've learned from VBC Houston. Mục sư Phong chia sẻ với tôi rằng Pastor Phong shared with me, và trước mặt nhiều người ông đã làm chứng điều này many people, he's also testified, rằng ông đến dự đại hội phục hưng của chúng ta trong lúc chưa có kinh nghiệm để hầu vị Chúa. That he came and attended our revival conference before he had any experience in ministry. Và cảm ơn Chúa trong những lần đại hội cứ tiếp tục được dạy dỗ huấn luyện và trở về Việt Nam áp dụng thì hiện tại and Chúa đang ban phước trên đời sống after và chức vụ của ông. Everything, every teaching he's received, every impartation has caused him to be effective in the ministry in Vietnam. Anh chị em, đó là điều Chúa Ngài muốn làm và toan định làm xuyên qua chúng ta. My brothers and sisters, this is what God wants to do through VBC Houston. Cho nên hỏi VBC Houston. So, my church, VBC Houston. Chúc mừng hội thánh. Happy birthday. Vì Chúa Ngài tin cậy và giao cho chúng ta những công việc này. Because God has trusted us to fulfill these responsibilities, these tasks. Điều kiện tasks. Mà Chúa nói với Abraham rất là đơn giản. The requirement that God gave Abraham was very simple. Là con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật. He says, "You must walk before me and live holy for me." Chúng ta phải tiếp tục đi ở trước mặt Chúa. We have to walk before the Lord. Nghĩa là chúng ta đi trong ánh sáng của sự hiện diện vinh hiển của Chúa. That means we walk in the light of God, in the light of His presence. Trong Chúa không có chuyện lươn lẹo giấu kín. There in God there is no hiding. Tất cả mọi việc chúng ta làm phải ở trong sự chính trực ở trước mặt Đức Chúa Trời. Everything that we do must be before the Lord. Và bởi ơn của Chúa sống một cách thật trọn vẹn trước mặt Ngài. By the grace of God, we live in holiness and sanctification. Phần còn lại đến từ Chúa. Everything else comes from God. Ngài sẽ hành động, Ngài sẽ ban phước, Ngài sẽ sử dụng chúng ta. He will bless us and He will use us. Cảm ơn Chúa, El Shaddai là một trong bảy danh giao ước mà qua đó Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài. We praise God that El Shaddai is one of the seven covenant names to which God revealed Himself. Trong tiếng Hebrew của người Do Thái. In Hebrew, El Shaddai. El Shaddai có nghĩa là đấng đầy đủ. It means the all-sufficient one. Hoặc là Đức Chúa Trời đấng đầy đủ. Or the God who is more than enough. Đức Chúa Trời đủ đầy. Our God is all sufficient. Và trong bản dịch của King James thì chúng ta biết El Shaddai được dịch là Đức Chúa Trời toàn năng. And in the King James version we know that El Shaddai is translated as Almighty God. Và sáng hôm nay El Shaddai là Chúa đủ đầy của chúng ta. And this morning we praise God because our El Shaddai is the God who is more than enough. Và chúng ta công bố El Shaddai tiếp tục là Chúa đủ đầy của mỗi đời sống của chúng and ta. And we declare this morning that our El Shaddai is all sufficient for each and every one of our lives. Cựu ước và Tân ước nói về sự vĩ đại của Ngài. The Old and New Testament speak of God's greatness. Chúng ta cùng xem một vài ví dụ về danh El Shaddai của Chúa khi Ngài bày tỏ ra ở trên những cuộc đời, những hoàn cảnh. Chúng ta thấy những việc kỳ diệu xảy ra. So let's take a moment to go through scripture to see how our El Shaddai has revealed himself and take these principles and apply them to our life. Ở trong Cựu Ước chúng ta thấy
Sau 430 năm bị làm nô lệ, Môi-se đã dẫn Israel ra khỏi xứ Ai Cập. In the Old Testament, we see after 430 years in Egypt that God brought Moses and the Israelites out from bondage. Bởi danh quyền năng và chính El Shaddai đã giúp cho Môi-se đưa cây gậy của Đức Chúa Trời ra và rẽ biển đỏ. And we see that through our El Shaddai, God gave Moses a staff to be able to part the Red Sea, to be able to escape. Trước mặt họ là một cái biển. Before them was a great sea. Phía sau họ là đoàn quân của Pharaoh đang đuổi theo để bắt họ trở lại. And behind them were the soldiers, the army of the Egyptians. Nhưng mà tạ ơn Chúa. But praise God. El Shaddai đã bày tỏ quyền năng của Ngài. El Shaddai revealed his power. Khi cây gậy của Đức Chúa Trời được giá trên biển đỏ. Whenever the staff of the Lord was hit upon the Red Sea. Thì biển đỏ đã rẽ ra. And the Red Sea split. Và dân sự của Chúa hơn 1 triệu người đã đi qua như đi trên đất khô. Of God could be able to walk upon dry ground. Và Kinh Thánh mô tả cho chúng ta biết rằng có hai cái vách như là vách tường để ngăn nước ra để dân sự của Chúa có thể đi ở giữa. This scene as when the oceans parted or the sea parted that they were like walls of water. Anh chị em, lòng biển trở nên như đất khô và 1 triệu người, anh chị em 1 triệu người là đông lắm. Đi qua phải tốn một thời gian rất là dài, nhưng mà đi qua chứ không phải chỉ có nước tẻ ra một chút rồi nó sập trở lại, nhưng mà là Chúa ngài giữ nó trở lại. El Shaddai đã giữ cho tường nước đó được vững vững cho đến người cuối cùng qua phía bên kia. And when we read through the scriptures, we're going to see that as the Red Sea was parted, the ground was actually dry. It wasn't muddy and murky where the Israelites had to pass through. There were 1 million Israelites that had to escape Egypt. It wasn't like the Red Sea parted for just a little bit, for just a few people to go through. No, it parted wide. It parted long. Our El Shaddai held the walls of the water up so that 1 million of his people could cross through and escape. Chúng ta phụng sự một Đức Chúa Trời là đấng quá đủ, là Chúa toàn năng của we chúng ta. We serve a God who is more than enough. Amen. Anh chị em có bao giờ Đức Chúa Trời mở đường cho anh chị em khi mà đường dường như không có không? My brothers and sisters, has there been a time in your life when it seemed like there was no way, but God opened up and made a way? Anh chị em đã dự phần vào việc thành lập hội thánh này từ những ngày đầu với chúng tôi, kinh nghiệm rất là nhiều lần Chúa mở đường cho chúng ta khi chúng ta thấy không có một con đường nào trước mắt của mình. Our brothers and sisters who were with us from the very beginning when VBC Houston was established, throughout the 41 years, you have seen our El Shaddai, the hand of God, making a way for us when there seemed to be no way. Anh chị em là những người mới đến sinh hoạt với hội thánh sau này. And for my brothers and sisters that have recently come to join our church, anh chị em nhìn thấy được kết quả của sự mở đường của Chúa cho VBC Houston, all cho tất cả những việc mà chúng ta đang có và kinh nghiệm tại đây. Of God opening up the way for VBC Houston. Ngợi khen Chúa. Praise God. Anh chị em ơi, những việc mà chúng ta đang làm ngày hôm nay nếu không có Chúa mở đường chúng ta không làm được. My brothers and sisters, I'm here to tell you the things that we're doing today, if God didn't make a way for us, if he didn't open up the way, we wouldn't be able to accomplish these things. Nhưng ngợi khen Chúa, Chúa ngài tiếp trợ cho chúng ta. So we praise God because he provides for us. Ngài mở đường cho chúng ta. He opens the way for us. Những việc mà người ta toàn đóng cửa chúng ta thì Chúa ngài mở. There are things where man on this earth has said no, there is no way. They've closed the door on us, but God made a way. Cửa đồng then sắt Chúa ngài phá sập xuống để dẫn chúng ta đi. All the iron gates, God made them collapse so that we could walk on through. Cảm ơn Chúa vì đối với VBC Houston. We praise God because when it comes to VBC Houston, Đức Chúa Trời đã mở và đóng những cánh cửa. God has opened doors and closed doors. Đã đổ ơn của Ngài khiến hội thánh được ơn trước mặt Ngài. His blessing upon him, his favor that we have before him. Để đưa chúng ta đi qua những chặng đường rất xa. To give, walk us through and take us through a very long journey. Và Ngài sẽ tiếp tục hướng dẫn hội thánh. And I believe my church that he's going to continue to guide us. Amen. Lên một cấp độ lớn hơn trong ơn của to Chúa. To even greater things in him. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Lời tiên tri chúng ta nghe 2 năm về trước. The word, the prophetic word spoken over VBC Houston 2 years ago. Đó là sẽ có những điểm nhóm mà các nhà thờ, những cái nơi nhóm không còn có đủ chỗ cho người ta ngồi nữa. That there would be branches, sister churches of VBC Houston that would be so filled that there would no longer be space for people to sit. Và chúng ta sẽ giảng lời của Chúa ở ngoài những đồng trống, những cái nơi mà không còn ở trong nhà nữa. Has been prophesied that we would be able to speak out to fields of people where a building could not contain them. Và lần này chúng tôi đã thấy điều đó. And this time we saw that. Ở trung tâm tiệc cưới Capella chúng tôi đã thấy rằng không có đủ chỗ ngồi. At the center of the wedding hall. The wedding hall. Oh, a building in Vietnam. It's a wedding hall. It's called the Capella. There were not enough seats to contain the people that were there. Cảm ơn Chúa, lần đầu tiên trong lịch sử của hội thánh của Chúa,
thì một hội đồng của các hội thánh ân tứ đã có hơn 2.000 người về tham dự. Praise God, throughout the history of the Vietnamese churches, in spirit-filled churches, this was the first conference where there was over 2,000 people there attending. Mục sư Dương Thành Lâm và các đệ tử của Chúa trong ban tổ chức phải đóng cái việc ghi danh là bởi vì they không had có chỗ close down registration because there was not enough space. Và chúng tôi ước tính rằng nếu có 5.000 chỗ ngồi thì cũng không đủ chỗ cho and we believe that even if there was 5,000 chairs, it would not be enough to contain the people who wanted to attend. Chúng tôi bắt buộc phải yên lặng vì có rất nhiều con cái của Chúa nhắn tin và hỏi Mục sư Khánh ơi, đại hội đâu để chúng tôi có thể đến tham dự. Unfortunately, there were times when people would reach out to us saying, Pastor Khan, where is the conference? We want to attend. And I had to not be able to respond because there was not enough space. Bởi vì chỗ đã chiếm hết. All of the chairs were taken. Và tối thứ năm thì and on Thursday những người lớn night, bằng lòng ở nhà hay là không đến dự. Some of the adults were willing to stay home. Và cảm ơn Chúa, tối thứ năm, Chúa ngài đã cho hơn 1.000 thanh niên ở tại thành phố đến để tham dự ở trong chương trình đại hội. The adults chose to stay home to sacrifice so the chairs could be opened up for young people. And we praise God because on that Thursday night, over 1,000 young adults attended the conference. Và bầu không khí của ngợi khen thờ phượng and the spiritual atmosphere of praise and worship. Đã thấy ở trong tâm linh và đã hiện we've ra trước mắt của chúng tôi. In the spirit and now it was taking place in the natural. We praise God. Anh chị em cho tôi nói điều này. My brothers and sisters, let me tell you this. Sáng hôm nay các anh chị em hát cái bài praise. Anh chị em thua các thanh thanh niên ở tại Việt Nam. This morning, as our church sang the first song, praise the Lord, we didn't sing it the way those young people did on that Thursday night. Tôi thấy rằng nhiều người vẫn đứng khoanh tay như là chúng ta không cần phải ngợi khen Chúa. I saw a few of y'all in this room still standing like this, as if you don't need to raise your hand to praise God. Nhưng mà tôi khuyến khích anh chị em. But I want to encourage you today. Nếu có thể được. If possible. Tìm những cái buổi nhóm này ở trên internet để chúng ta được chứng kiến. Find these services online so that you can see what God was doing. Cái dấu hiệu mà Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đáp lại. The sign that for sure God would respond. Bởi vì sự khao khát và hết lòng của anh chị em của chúng ta. And the wholehearted worship of our brothers and sisters. Anh chị em muốn thấy những phép lạ lớn lao xảy ra hơn nữa. If you want to see signs and wonders take place. Hãy đến với Chúa một cách hết lòng trong những ngày sắp đến. With all of your heart in the days to come. Hãy để lại những cũ kỹ của mình ở phía sau. Leave back the cũ kỹ, the old things. Leave them behind. Và bước đi một cách tươi mới ở trong ơn của Chúa. And step into the new things that God has in store. Và xin Chúa lần xin để trong lòng của con một lòng tha thiết, nóng cháy cho Ngài và công việc của Ngài. God, would you put within me a passionate heart that burns for you? Vì Chúa đáp ứng lại với những người thờ phượng Chúa, tìm kiếm Ngài hết lòng. Because God responds to people who worship Him in spirit and in truth. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa một cách gọi là nửa lòng hay là một ít tấm lòng của chúng ta đó, đừng hòng chúng ta gặp Chúa, vì Chúa ngài nói rằng ngài chỉ cho chúng ta gặp được khi chúng ta hết lòng tìm kiếm ngài. If you come to the Lord half-hearted, hoping to receive a touch from you, from Him, I'm here to tell you it's not going to happen because the Word of the Lord tells us that He touches those, He comes to those who seek Him with all their heart. Và ngài hứa rằng ngài có phần thưởng cho những người hết lòng tìm kiếm ngài. That He has a reward for those who wholeheartedly seek Him. Cho nên chúng ta không thể nào đến với Chúa và nói rằng có cũng được, không có không sao thôi, thưa Chúa ngài cho người khác đi. So we can't approach the throne of God saying, if I get a little something great and if not, it's okay. Chúng ta sẽ không nhận được gì từ nơi Chúa. Because you won't receive anything from God. Bởi vì những điều Chúa ban cho là những điều quý báu. Because the things that God gifts us ngài không ban cho những con người không biết quý nó. They are treasures, and He won't give them to people who don't know how to value these treasures. Cho ngày hôm nay hãy nói với Chúa rằng con đón nhận tất cả công việc của El Shaddai trong cuộc đời của con. I encourage you to tell God to say, God, I receive everything from you, El Shaddai, all sufficient one. Có Chúa con có tất cả. Because with you, God, I have everything. Dù trước mắt của con là biển cả. Even before me, there may be a Red Sea that blocks my path. El Shaddai có thể giúp đỡ để rẽ biển cho con. El Shaddai can split the sea so that I can walk through it. Amen. Amen. Giô-sê, một người lãnh đạo, đã thấy được công việc của Đức Chúa Trời toàn năng El Shaddai trong đời sống của ông. Joshua, a spiritual leader, could see the hand of El Shaddai working in his life. Ông đang chiến đấu ở trong chiến trận. He was fighting in a battle. Một trận chiến hết sức là quan trọng. A battle that was very important. Trời đang tối dần. The skies were dark. Nếu mà đêm buông xuống thì ông có thể thua trận. And if nighttime came, then he could lose the battle. Mà Joshua chương 10 câu 13 14 cho chúng ta thấy. But in Joshua chapter 10 from verse 13 and 14, the word of the Lord tells us. Trong ngày Đức Giê-hô-va phó dân Amorít vào tay của dân Israel, Joshua thưa với Đức Giê-hô-va trước mặt Israel rằng:
Hỡi mặt trời, hãy đứng yên lại trên Gabaon. Hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng của Aijalon. It says in verse 13, so the sun stood still and the moon stopped till the nation avenged itself on its enemies as it is written in the book of Jashar. Và chúng ta thấy câu số 13 vậy, mặt trời đứng yên và mặt trăng cũng dừng lại cho đến khi dân Chúa báo trả xong với kẻ thù. Chẳng phải điều này đã được ghi chép trong sách Gê-rê-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời và không dội lặn khoảng một ngày trọn. The sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. Và câu số 14, trước đó và từ đó về sau chẳng có ngày nào như ngày ấy là ngày Đức Giê-hô-va lắng nghe tiếng của một người vì Đức Giê-hô-va chiến đấu cho dân Israel. In verse 14, there has never been a day like it before or since, a day when the Lord listened to a human being. Surely the Lord was fighting for Israel. Chúng ta thấy đây Đức Chúa Trời đã khiến cho vũ trụ này đứng yên bởi vì một người của Đức Chúa Trời đã cầu nguyện. We see according to the word of God here that God caused the sun to stand still because of the prayer of one man. Đức Chúa Trời không tay vì con người. God doesn't deny mankind. Những gì Ngài đã làm cho một người, Ngài cũng sẵn sàng để làm cho người khác. Whatever he's willing to do for one, he doesn't have favorites. Whatever he's doing for one, he'll do for another. Vì nhu cầu trận chiến phải được giải quyết một cách tốt. Because the needs of the battle require that the sun remain. Và nhu cầu khi ánh sáng mặt trời phải tiếp tục để giúp đỡ cho Joshua kết thúc cuộc chiến ở trong sự đắc thắng. And we know, we see here according to Joshua 10 that the sun needed to stay up in order for Joshua and his army to be able to defeat the enemies in battle. Và Joshua biết Đức Chúa Trời mà ông phục vụ. And Joshua knew the God whom he served. Cho nên ông đã thưa với Đức Giê-hô-va trước mặt Israel như thế này. He asked God before the Israelites. Tức là hãy mặt trời hãy đứng yên lại ở trên Gabaon, hãy mặt trăng hãy dừng lại ở trên thung lũng Aijalon. His prayer said, "Sun, stand still over Gibeon, and you, moon, over the valley of Aijalon." Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta là vậy, mặt trời đứng yên và mặt trăng cũng dừng lại. And then we look at verse 13. It says, "So." So the sun stood still and the moon stopped. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa toàn năng. We praise God because our God is the Almighty God. Nhu cầu của chúng ta càng lớn thì every chúng ta need sẽ that we have, the greater need that chúng ta we have, là đấng đủ đầy we get cho chúng to experience ta. Him in a greater way. Amen, anh chị. Amen. Chúa Ngài cho phép chúng ta để có thể kêu cầu danh toàn năng của Ngài, hầu Chúa có thể tiếp trợ cho chúng ta. God allows us to call upon His name so that He can meet our needs. Anh chị em có bao giờ kinh nghiệm Chúa Ngài đặt chúng ta vào một hoàn cảnh mà dường như Đức Chúa Trời Ngài ngưng động tất cả thế giới này để lắng nghe chúng ta và đáp lời cầu nguyện của chúng ta không? My brothers and sisters, have you ever been in a place where you're facing a challenge where it seems that as you lift up your prayers to God that the world stands still so that your prayers can be heard? Tôi nhớ kinh nghiệm này như ngày hôm qua. I remember this experience as if it was yesterday. Tôi nhớ luôn cả khung cảnh của cái bàn ngồi học của tôi remember, ở tại ký túc xá nơi tôi theo học ở tại trường Kinh Thánh. I remember that my desk even exactly how it was as I was in theology school. Và tôi cầu nguyện. And I prayed. Là Chúa mùa hè này con sẽ làm việc gì ở đâu? God, this summer, what am I going to do? Where am I going to go? Con đã dâng cuộc đời để học Chúa. I've given my life to serve you, God. Con không muốn đi về để làm một công việc gì bên ngoài nhưng mà muốn hầu việc Chúa mà thôi. I don't want to go work in the secular field. I want to work and serve you in the ministry. Thì thình lình như là tất cả những âm thanh đi nói nó đều ngưng động xung quanh tôi. Then suddenly in that moment as I was praying, it seemed as though all the sounds, everything were silenced. Và thình lình Chúa mở ra cho tôi một bức ảnh. And then God suddenly opened up a picture for me to see, a vision. Tôi thấy được chức vụ của mình ở trước mặt Chúa. And I saw the ministry that God would give me. Và tôi nghe Chúa Ngài có một lời phán như thế and này. I heard the Lord say. Cú điện thoại đầu tiên mà con nghe khi con về đến Houston. The first phone call that you receive when you return to Houston. Đó chính là nơi ta muốn con bắt that đầu is the để place phục vụ. Where I want you to begin serving. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cuối tuần đó tôi về Houston. That weekend I drove back to Houston. Và khi tôi về đến nhà chỗ anh họ của tôi, các anh họ của tôi, anh Quỳnh Quốc Dũng, anh Trí và when I came Quốc home Hải to the house sống. That I was staying, which is a family member, Mr. Yong Huynh, as well as my cousin Trí. I mean, cảm ơn Chúa là khi xe dừng lại. That I praise God that when my car stopped, khi tôi bước vào chuẩn bị mở cửa nhà, and I was about to unlock the door to step in, thì tôi nghe điện thoại ở trong nhà reo. I heard the phone ring inside. Tôi mở cửa một cách nhanh chóng. I opened the door very quickly. Bắt cú điện thoại đó lên. To grab the phone.
Thì được biết một nhân viên của Union Baptist Association. And on the other side, there was a member of Union Baptist Association. Ông Dr. Vicentico là một người Phi Luật Tân. His name was Dr. Vicentico. He was a Philippine. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ông bày tỏ đó là Association muốn thành lập một hội thánh cho người Việt Nam. And I praise God because over the phone call he shared with me that the Union Baptist Association wanted to establish a Vietnamese church. Và họ đã tìm khắp nơi ở trên nước Mỹ này. And they looked everywhere throughout the United States. Thì họ tìm thấy tên của chúng tôi ở trong trường Kinh Thánh. In the theological school. Và họ có lời mời. And they invited us. Và chúng tôi tham dự vào để thành lập hội thánh của chúng ta. To be able to establish the church that we have today. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời có thể làm điều đó cho Joshua, Ngài có thể làm cho tôi, Ngài làm cho VBC Hữu Sinh và Ngài cũng có thể làm cho tất cả anh chị em ở tại đây. We praise God because if God did it for Joshua and he did it for me and he's done it for VBC Houston, he can do it for each and every one of your lives. Cảm ơn Chúa vì 42 năm về trước, Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong sự hiện thấy, bày tỏ ra cho tôi biết cái cú điện thoại quan trọng đó phải xuất hiện. Để rồi chúng hội thánh của Chúa tại đây được thành lập. And I praise God because over 42 years ago, the Lord revealed himself. He heard my prayer. He gave me the vision so that I could see what he was going to do and allowed us to establish VBC Houston. Tôi kích lệ anh chị em rằng so let me encourage you, my brothers and sisters. Của chúng ta, Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ. The God that we serve. Ngài là El Shaddai. He is our El Shaddai. Ngài là Đức Chúa Trời đủ đầy cho chúng ta. He is the all-sufficient one. Ngài có thể yểm trợ chúng ta. He can support us with every need. Ngài có thể dừng mặt trời lại. He can cause the sun to stand still. Ngài có thể dừng mặt trăng đứng yên lại. Make the moon stay where it is. Để thực hiện công việc Ngài to be able to accomplish the things that God wants us to accomplish. Amen, anh chị. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Một vài ví dụ ở trong Tân Ước. There's a few examples that I want to share with you out of the New Testament. Chúng ta thấy khi Chúa Ngài đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài tại hiện trường. We see that when God revealed himself, thì Ngài là đấng quá đủ đầy cho dân sự trong lúc bây giờ. That we see that he was a God who had more than enough. He was all sufficient for his people. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 9 đến 12 ghi lại chúng ta so câu join with me in John chapter 6 from verse 9 through 12. Chúng ta cộng thêm câu 13 đi. And we're going to add on to there verse 13. Có một cậu bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng đông người như thế này thì ngần ấy có thấm vào đâu? The disciples, they spoke up and they said, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among to feed so many? Đức Chúa Giêsu bảo, hãy truyền cho mọi người ngồi xuống. Chỗ này có nhiều cỏ, vậy dân chúng ngồi xuống, số lượng ước chừng 5,000. Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place and they sat down, so it was about 5,000 men were there. Đức Chúa Giêsu cầm bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người đã ngồi. Cá cũng được phân phát như vậy. Ai muốn bao nhiêu tùy ý. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed it to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Khi họ đã ăn no, Ngài bảo các môn đồ hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất một chút nào. And when they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. Và câu số 13, vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Verse 13. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. Hallelujah. Hallelujah. El Shaddai. Ngài là đấng đủ đầy cho chúng ta. He is a God who is more than enough. Khi môn đồ của Chúa nói rằng, when the disciples said, có 5 cái bánh và 2 con cá. Loaves and 2 fish. Chừng này so với đám đông lớn như vậy how thì có thấm vào đâu? The multitudes that stand before thì us. Họ nói rằng không đủ. What they were trying to say is there's not enough. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng đủ. But God said there's enough. Mà còn dư đầy nữa. And there's even some to be left over. Nên cảm ơn Chúa El Shaddai đã bước vào hoàn cảnh đó. Our El Shaddai intervened in that situation. Đức Chúa bẻ bánh. Jesus Christ broke the loaves of Ngài bread. Ngài tạ ơn xong Ngài bẻ bánh ra. And he broke them. Ngài tạ ơn xong Ngài chia cá ra. And he gave thanks and then he distributed the fish. Và Ngài bảo các môn đồ của Chúa đem phân phát. And he told the disciples to go distribute it to the people. Chúng ta không biết nó diễn ra như thế nào. We don't know how it happened. Có thể khi Chúa Ngài đưa ra thì bánh nó nhân lên ở trong tay của các môn đồ. It could be that when Jesus Christ gave the bread to his disciples, it multiplied in the disciples' hands. Nhưng mà chúng ta biết một điều tại but đây. But what we do know, từ cái nguồn của chừng đó, is it the source of just two của 5 cái bánh và 2 con cá. Loaves,
thì chúng ta thấy rằng 5.000 người đàn ông đã được ăn một cách đầy đủ. The word of the Lord tells us that 5,000 men they ate their heart's desire. Và bản kinh thánh tiếng Việt chúng ta dùng cái chữ là ai muốn bao nhiêu tùy ý. And in the Bible it tells us whoever whatever they want continue to give to them according to their wants. Không biết người Do Thái có giống người Việt Nam của chúng ta không? I don't know if the Jewish people are like our Vietnamese people. Nói đến thức ăn mà nói là we talk about food. Ai muốn bao nhiêu tùy ý. When you say well take as much as you want. Chắc là phải cần phép lạ lớn hơn. They definitely need a miracle. Amen, anh chị em. Amen. Ai muốn bao nhiêu tùy ý. Take as much as you want. Và các học giả kinh thánh cho chúng ta thấy the scholars of the Bible let us see. Đó là chỉ đếm có 5.000 người đàn ông. That when they counted, they only counted 5,000 men. Nhưng mà nếu cộng thêm với đàn bà và con nít. They weren't accounting the women and the children yet. Vì đám đông có đầy đủ mọi lứa tuổi. But whenever you account for everybody there. Thì có thể rằng số người it's có thể lên đến 10.000. That the numbers would go up to 10,000. Mà ai muốn bao nhiêu tùy ý. And according to the word of God, they took as much as they wanted. Sau khi mọi người ăn no rồi. And after everyone was filled. Chúa bảo các môn đệ của Chúa đi lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha. Jesus Christ told his disciples, go gather the pieces that are left over. Cảm ơn Chúa, Chúa nhấn mạnh là thừa từ nơi 5 cái bánh đó. And we praise God because God, Jesus Christ said let the pieces that are left over from the 5 loaves and 2 fish. Sau khi người ta đã ăn rồi. And after they were done eating. Họ lượm đầy 12 giỏ. They were able to fill 12 baskets worth. Tôi nhớ cũng ở tại trường Kinh Thánh. I also remember a time at theology school. Có một giáo sư của tân phái. There was a professor of liberal. A liberal professor. Ông nói rằng này không phải là phép lạ. He said this piece of scripture wasn't a miracle. Thật ra là có những người truly, ích kỷ. That there were people that were selfish. Họ giấu thức ăn của họ. And they had food already with them and they hid it in their cloaks, their garments. Nhưng mà thấy đứa nhỏ này nó làm họ xấu hổ quá. And whenever they saw the little kid offer up all that he had, they were embarrassed. Cho nên anh ấy cũng lấy từ áo giấu kín của mình đem ra và để so ăn then chung. They began to take all the food that they had hidden in their garments and shared it with others. Tôi chịu hết nổi, tôi đứng lên và xin phép được phát biểu. I couldn't stand it in that class, so I stood up and raised my hand. Tôi rằng nếu mà bánh mà said, tất cả mọi người giấu để mà đem ra ăn đó. If all of the bread that everybody had hidden and then revealed to be brought out to share with others. Mà sau khi mọi người ăn no hết rồi. After everyone had eaten and completely full. Mà còn có thể lượm lại 12 giỏ đầy. And there was still 12 baskets of leftover food. Thì cũng là phép lạ. That's a miracle. Amen. Amen. Nhưng mà không, lời của Chúa ta đây rõ ràng cho chúng ta. Very clearly. Từ 5 cái bánh và 2 con cá này. From 5 loaves of bread and 2 fish. 5.000 người đàn ông. 5,000 men. Chưa kể đàn bà con nít. Not talking about the women. Mọi người ăn no theo ý của mình. Everybody ate until their heart's desire. Mà còn lượm được 12 giỏ đầy của những mẫu thừa. And then there were still 12 baskets left over. Lý do này có thể giải thích được. How can we explain this? Vì El Shaddai đã có mặt ở tại đó. It's because El Shaddai was present. Amen. El Shaddai của Cựu Ước chính là Đức Chúa Jesus. The El Shaddai of the Old Testament is surely Jesus Christ. Là Chúa toàn năng, là đấng có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta. The one who can meet our every need. Ngài là đấng đủ đầy cho chúng ta. He is more than enough for us. Câu chuyện khác của Lazarus. There's another story I want to talk to you about regarding Lazarus. Khi Chúa Jesus hiện diện. Whenever Jesus Christ appeared. Lazarus sau khi đã chết 4 ngày được chôn trong mộ. Lazarus was already dead for 4 days. And buried. Đã có mùi hôi rồi. He already smelled of decay. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng đủ đầy hiện diện. But our God is more than enough in His presence. Thì sự sống đã trở lại trong Lazarus. And life returned into Lazarus. Một cái thân thể đã chết 4 ngày đã hôi thối. A body that was dead and decaying after 4 days. Có thể lập tức được sống lại. Was immediately resurrected. Và khi Lazarus bước ra khỏi mộ. And when Lazarus walked out of the tomb. Kinh Thánh ghi lại chúng ta là giải liệm vẫn còn quấn chung quanh ông. That the bandages that they wrapped the dead people with, it was still around him. Việc này có thể xảy ra. This can happen bởi vì El Shaddai đã có mặt ở tại đó. Because El Shaddai was present. 41 năm qua chúng ta đã chứng kiến điều này. 41 years that we've walked with the Lord as a VBC Houston church, we've seen God move. Có những cuộc đời, có những gia đình. Lives and families. Chúng tôi thấy như là Lazarus đã chết 4 ngày rồi. As if like Lazarus, they were dead for 4 days. Anh em đến gần là có mùi á. And when you come near to them, they smell the stench of death. Nhưng mà tạ ơn Chúa vì praise God. Ngài đã bày tỏ quyền năng của Ngài. Because God revealed His almighty hand. Để những gia đình được hàng gắn, được phục hồi. So those families could be reconciled and restored. Những thói hư tật xấu đã được giải quyết. Negative habits, bad habits, they were dealt with. Cảm ơn Chúa, sự tự do đã đến trên nhiều cuộc đời. Freedom was brought to many lives. Lời khen Chúa của chúng ta. Praise God.
Một kinh nghiệm khác của người mù Bartimaeus. Another story I want to share with you is the blind beggar named Bartimaeus. Trong Mark chương 10 câu 47. In Mark chapter 10 verse 47. Người đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Giêsu con David, xin thương xót tôi cùng. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Và khi người mù xin Chúa Giêsu trong đức tin. And when the blind man asked of God in faith, Đức Chúa Giêsu đấng quá đủ đầy cho chúng ta. Jesus Christ, the all-sufficient, more than enough one. Ngài đã ban thị lực trở lại cho mắt của Bartimaeus. He caused the blind man Bartimaeus to see again. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài có quyền để phục hồi ánh mắt của chúng ta. We praise God because God has the ability to restore our eyesight. Câu chuyện của chúng ta là năm 1989. The story, the history of VBC Houston is in 1989. Sau khi học một số kiến thức của loài người ở tại trường Kinh Thánh. After I was able to learn a few strategies of man from theological school. Và chịu ảnh hưởng bởi những chức vụ đã nguội lạnh ở trong Chúa. By these ministries that were actually kind of cold in the Lord. Và chấp nhận một cái triết lý đó là Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ và ân tứ đã không còn nữa, đã qua rồi. I even received the perspective that the miracles, signs and wonders at that time had passed, that God is no longer in the business of doing miracles. Theo cái chủ thuyết của cessationalism. According to the cessationalism, thì chúng ta đã đi vào trong cái chỗ chết lạnh ở trong niềm tin của chúng ta. We stepped into a place of coldness and even death in our spiritual walk. Từ một cái kinh nghiệm gặp Chúa ở trên biển cả, kinh nghiệm được Chúa ở tại trại tị nạn. From the experience that I had upon the seas as I was escaping Vietnam, bắt đầu giảng dạy rằng Chúa còn làm phép lạ. Until then, I began to preach just as I was taught that God didn't do miracles anymore. Sự chữa lành không cần nữa. That healing is no longer needed. Bây giờ tin Chúa, ráng cắn răng chịu. And so now, as you believe in God, you just have to endure. Có bệnh thì if Chúa không có chữa lành đâu. God isn't going to heal you. Ý của Chúa là không muốn chúng ta được will for you to stay sick. Nhưng mà chúng ta chạy đi kiếm bác sĩ với bệnh viện để nó chữa lành cho chúng ta. Một đằng thì nói rằng Chúa để bệnh tật để danh Chúa được cả sáng. One side of Christians would say that God allows sickness and disease so that he could be glorified through that person's walk as they endured the sickness and disease. Vì ý của Chúa là ngài không có chữa lành. Because God wasn't going to heal them. Nhưng mà tất cả con cái của Chúa từ mục sư cho đến tín đồ. But all Christians from pastors all the way down to congregants. Thì là đi tìm bác sĩ bệnh viện để lấy to seek medical professionals. Lấy cái điều mà họ tin rằng Chúa để trong đời sống của họ để Chúa được vinh hiển. To go to these medical professionals to find healing for what God had given them in their lives so that he could be glorified? Anh chị em, tâm trí mù tối đến như vậy. My brothers and sisters, people were blinded in this kind of darkness, in this kind of spiritual blindness. Họ mạnh mẽ rao giảng như vậy. They would strongly go out and preach this kind of message. Và muốn bịt miệng, cấm những người khác không được giảng cái gì ngược lại. And they wanted to others from preaching anything else. Và tạ ơn Chúa, Chúa mở mắt chúng ta. But praise God, God opened our eyes. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn là Đức Chúa Trời làm phép lạ. God is the same God he was yesterday and today. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời thích làm những phép lạ lớn lao. Because our God enjoys doing miracles. Ngài là đấng có quyền để làm những việc lớn trên đời sống của chúng ta. He has the power to do great things in our lives. Ân tứ của Chúa vẫn còn ngày hôm nay. The gifts of God are still here today. Và khi chúng ta kinh nghiệm. And when we experience him. Ân tứ của Chúa đã thể hiện. Experience his gifts being revealed. Những khả năng siêu nhiên đã được ban cho. Supernatural abilities take place. Của Chúa đã kinh nghiệm được phước hạnh ở trong mình. The church of God will be blessed. Cảm ơn Chúa. Praise God. Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta tại đây có thể tạ ơn Chúa cho điều này. I believe many of you sitting in this room can praise God for a miracle in your life. Bởi vì nếu Chúa không còn làm phép lạ. Because if God was no longer doing miracles, thì nhiều anh chị em đã nằm dưới lòng đất rồi. Would already be buried in the ground. Nhưng tạ ơn Chúa, ngài vẫn còn làm phép lạ. But praise God, he's still healing. Và chúng ta còn sống động ngày hôm nay. He's still doing signs and wonders, and we are alive today. Because he loves us. Và ngài là Đức Chúa Trời El Shaddai của chúng ta. He is our El Shaddai. Ngài đem sự chữa lành đến cho chúng ta. He brings healings to our bodies. Ngài đem lại phước hạnh trong đời sống của chúng ta. He brings blessing to our lives. Bởi vì ngài là đấng mà Khải Huyền chương 1 câu 18 nói. Because he is the God that Revelation chapter 1 says. 118 says. Ta là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. I am the living one. I was dead and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Cảm ơn Chúa vì ngài cung cấp nhiều ân điển và sự cứu rỗi hơn chúng ta cần. I praise God because God
provides for us even more than we need. Ngài là đứng quá đủ đầy cho chúng ta. He is more than enough. Khi ma quỷ cố gắng khiến chúng ta mất tập trung vào kế hoạch của Đức Chúa Trời, tries to distract us to the, from the plan of God, thì tôi và nhà tôi đã đứng một cách vững vàng và công bố lời của Chúa. Then my wife and I, we stand together in the strength of the Lord, declaring His word. Tôi nhớ một buổi tối cầu nguyện của Hội Thánh. I remember an evening where we as a church gathered together to pray. Khi chúng ta còn ở bên as we were still nhà nguyện in the cũ older của building, ta. The old sanctuary building. Lúc đó tín đồ trong Hội Thánh nổi loạn. At that time, the church members were a little bit rebellious. Họ tuyên bố rằng chúng and tôi said, sẽ không dâng hiến tiền cho Hội Thánh. That we as church members are not going to tithe. Để có ông bà mục sư lấy cái gì để sống? So how are you going to live, pastor, you and your family? Họ nói rằng chúng tôi sẽ không đến dự buổi nhóm. And they said that we're not going to attend the services. Và rủ nhau để đi party trong tối đó. And they would gather together and they all went to a party that evening. Và tối thứ sáu đó tôi nhớ vợ chồng của chúng tôi. That night I remembered me and my wife. Ba đứa con gái nhỏ. And our three girls. Chúng tôi nhìn lại thì chỉ có vợ chồng mình và ba đứa con thôi. We looked in the whole sanctuary and it was just our family. Một tiếng nói rất mạnh mẽ từ ma quỷ đến rằng mày xem đi, chức vụ của mày đến đây là chấm dứt rồi. And the voice of the enemy came so loudly it seemed, and it said, "Look, your ministry will stop today." Những con người trong nhà thờ này sẽ bóp nghẹt chức vụ của mày. The people in the church, they're going to strangle your ministry. Vì họ nghĩ rằng họ không dâng hiến thì tôi sẽ chết đói. Because the people in the church thought, well, if they didn't give in their tithes and offerings, that we would starve. But they forgot. Tôi phục vụ El Shaddai. But I serve El Shaddai. Đấng đủ đầy hơn tất cả những gì tôi cần. The God who is more than enough that I could ever ask or need. Tôi nhớ vợ chồng chúng tôi trong nước mắt. I remember my wife and I, we were in tears. Tôi ôm cái đàn guitar và and I would hold the guitar and I would play. Ngợi khen Chúa. Praising God. Hát như là tất cả mọi singing người đang có mặt. As if the whole sanctuary was filled. Và chúng tôi ngợi khen Chúa. And we praised God. Và chúng tôi cầu nguyện với and Đức Chúa Trời. And we prayed with God saying. Ở đấng có quyền tiếp trợ. That God, you are the God who is able to provide. Thì Chúa ngài đã nói với tôi. And God said to me. Con hãy nói với những con người này. You tell the church members. Bạn hãy giữ cái đồng tiền của bạn. Keep your money. Đức Chúa Trời không cần đồng tiền của bạn đâu. God doesn't need your money. Nhưng các bạn cần sự tiếp trợ của Ngài trong đời sống của các bạn. But you will need His support in your life. Mọi người khen Chúa. And praise God. Ngày hôm nay chúng ta được như thế này bởi vì El Shaddai ở với chúng ta. You see how God has blessed us today because we serve El Shaddai. Chẳng những hội thánh của chúng ta ở trong nợ nần. Not only the church here. Nhưng mà Chúa ngài ban phước. But God blesses. Để chúng ta không thiếu một đồng nào. So that we would not be in want for, we didn't even lack one penny. Nhưng mà Chúa cho chúng ta đầy dư. But God allowed us to even overflow. Để chúng ta có thể thực hiện những ước mơ và khải tượng mà Chúa cho chúng ta. The dreams and the visions that God has given us. Tôi nhớ một loạt bỏ đi khỏi hội thánh của chúng ta. I remember that during a church split, a group of church members they left. Vì có một người họ đã lên tiếng hù dọa. Because there was one person who rose up to threaten us. Họ nói ông Khánh ông xây cái nhà thờ này. And that person said, Mr. Khan, he built this church. Và có 150 tấn máy lạnh ở tại đây. And there's 150 ton ACs here. Tất cả mà mở lên cùng một lúc. That if all the ACs were turned on at once. Thì tất cả tín đồ sẽ mắc nợ về tiền điện ở tại đây. Then all of the church members, the congregants would be in debt because of the electricity bill. Lập tức rời khỏi nhà thờ, so rời khỏi hội thánh. So you have to leave the church now. Trước khi mắc nợ. Before you become in debt. Cảm ơn Chúa. But praise God. Tôi nói thành phố này khi họ cho chúng ta cái bản vẽ được chấp nhận để chúng ta thực hiện xây dựng nhà thờ và hệ thống máy lạnh máy sưởi. The city of Houston, whenever they looked at the blueprints of our building and the AC and whatnot, and they inspected it and they approved the building. Cho dù chúng ta có tiền để chúng ta mở hết 140 tấn máy lạnh này cùng một money to open to turn on all the ACs at one time or not, thì họ cũng không cho chúng ta làm công việc đó. They wouldn't let us do that. Có sự khôn ngoan, có sự dẫn dắt there's cho wisdom, tất cả những gì chúng ta làm ở tại đây. For everything that we've done here. Nhưng mà có những người nghe thì tin. But there were a few people when they heard that person rise up and threaten the church that they believed him. Cho nên bỏ chạy để lấy của. And so they left. I don't know what they thought. But because they didn't want to be in debt, but praise God.
Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng có quyền. Our God is almighty. Và là đấng dư đầy. He is a God who is sufficient. Ngài là quá đủ. He is more than enough. Cho tất cả những gì chúng ta cần. Everything that we need. Và ngợi khen Chúa. And we praise God. Khi người ta nói chúng ta sẽ thiếu nợ. That when people said that we would be in debt because of this building. Và cho đến ngày hôm nay có nhiều người vẫn tin rằng there's some people that still believe that BBC Houston thiếu nợ rất nhiều cho việc xây dựng cơ sở này. In debt for the building, the construction of this sanctuary. Nhưng mà ta ơn Chúa. But praise God. Chúng ta không nợ một đồng nào. We are not in debt. Praise God. Yes. Và trong tài khoản của hội thánh. And in the church account. The church account. Chúng ta dư thừa tiền bạc để có thể yểm trợ công việc truyền giáo ở khắp mọi nơi. We have more than enough to support the missionary and ministries. Chúng ta dự phần vào công việc của Chúa ở khắp mọi nơi. We're able to partake in ministries that are serving the people as they serve God in various countries. Vì chúng ta phục vụ một đấng Because dư đầy. We serve an all-sufficient God. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. 41 năm ở trong chức vụ của Đức Chúa. 41 years in the ministry serving God. Đức Chúa đã chứng minh cho tôi thấy rằng revealed himself mọi khía cạnh của đời sống trên đất này, every aspect of life on this earth, trong lĩnh vực thuộc linh cũng như thuộc thể, in the spiritual as well as in the natural, Ngài là đấng quá đủ cho tôi. God is more than enough for me. Ngài là đấng quá đủ cho anh chị em. He is a God who is more than enough for you. Ngài là đấng quá đủ cho hội thánh của Ngài. He is more than enough for His church. BBC Houston sẽ tiếp tục phát triển. BBC Houston will continue to grow. Được phước và làm nguồn phước cho muôn người. To be a blessing. Vì El Shaddai ở với chúng ta. Because El Shaddai is with us. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Tôi kết luận. So let me conclude today. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 41 năm ngày thành lập hội thánh. Today we celebrate the 41st anniversary of BBC Houston. Chúa đã cho chúng ta đặt tay vào cái cài. God has allowed us to grab hold of the plow. The plow. Và Chúa ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. And He's going to help us. Và ngài đang chờ đợi để có and những con người. And He's waiting for people. Cùng đứng với chúng tôi. Who will stand with để us. Để chúng ta nói rằng. So that we can say. Tinh lành quyền năng của Đức Chúa Trời phải được rao giảng. That the power of the gospel must be preached. Tinh lành của Đức Chúa Trời phải được rao giảng cho muôn dân. The power of the gospel have to be preached to the nations. Để nhiều người sẽ được cứu. So that many can be saved. Dân tộc Việt Nam sẽ được cứu. Vietnam will be saved. 53 triệu người Việt Nam sẽ được cứu và vinh quang của Đức Chúa Trời. 53 billion people will be saved. Chúa ngài sẽ làm qua chúng ta. God is going to do it through us. Sự tươi mới mà ngài đang ban cho hội thánh. The freshness that God is giving His church. Là cánh cửa mà Chúa ngài sẽ vào thành phố Houston này. Is the door in which God will come to the city. Ngài đã chứng minh cho chúng ta thấy điều Chúa ngài đã làm. He's already showed us the things that He's doing. Biển đỏ Chúa có thể rẽ ra trong quyền năng của ngài. The Red Sea that He could part it in His power. Những sự thiếu hụt Chúa có thể đông đầy nó trong nháy mắt. Any of the things that we are lacking, God can cause us to even overflow in our storehouses. Luôn cả có thể làm cho mặt trời mặt trăng đứng yên một chỗ trong suốt một ngày. The sun and the moon to stand still for a day. Thì không có gì là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. There's nothing that's impossible for our God. Và khi Chúa ngài ở cùng chúng ta. When God is with us. BBC Houston sẽ thành công. Trong công tác mà Chúa ngài giao cho chúng ta. Will be fruitful in all that God has asked us to do. Và sứ mạng vĩ đại của Chúa sẽ được thực hiện. And the great mandate will be accomplished. Amen, my brothers and sisters. Hãy đặt lòng tin của chúng ta nơi Chúa. So put your faith in God. Xin nhắc nhở tôi nếu tôi quên điều này. And if I happen to forget, remind me. Và cho tôi thường xuyên nhắc nhở anh chị. And let me remind you. Chúng ta không phục vụ một thần chết. We don't serve a dead God. Chúng ta không phục vụ một cái hình tượng. We don't serve an idol, a statue. Mà chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời toàn năng và thần sống. We serve a living God. Ngài là El Shaddai của chúng ta. Đấng đủ đầy cho tất cả những nhu cầu của chúng ta. More than enough to meet our needs. Hãy bước đi trước mặt Ngài. So walk before the Lord. Một cách trọn vẹn. Holy and complete. Chúa ngài sẽ yểm trợ chúng ta. God will support you in all that you do. Amen. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn. May God bless you. Để 41 năm nữa cho so BBC Houston. So that the next 41 years here at BBC Houston. Cho đến ngày Chúa ngài trở lại. Until the day that God returns. Chúa ngài sẽ làm cho chúng ta được lớn rộng. That God will cause us to grow, to expand. Từ nơi chúng ta sẽ làm cha của nhiều dân tộc. And from us, we will be the father of many nations. Từ nơi chúng ta. From us, sẽ có những vị vua được there xuất hiện. Will be kings that will be brought up to the throne. Trong mọi lĩnh vực của in every xã hội. Aspect of society. Có những vị vua của tài chính. There will be kings of finances. Có những vị vua của thị trường chứng khoán. Stock. Stocks. Bond. Okay, the stock exchange. Kings in investment. Vua của tất cả những bất động sản ở trên đất này. Kings of every asset that's here on this earth. Những người sẽ cầm quyền lớn lao trong ơn của Chúa. People who hold authority in the Lord. Những con người mà chúng ta sẽ đào tạo và huấn luyện. People that we are going to build and train. Hội thánh của Chúa ảnh hưởng. The church of God will have an influence on them. Sẽ là những người cầm quyền lớn lao tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Hold authority, high government places in Vietnam. Và cũng như tại đất nước này. And even here in this country. Bởi vì Chúa hứa là Ngài sẽ ban phước. Because God promised He would bless us. Và chúng ta là đối tượng của sự ban phước của Chúa. And we are the receivers of God's blessings. Vì chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa. And so we put all of our faith in Him.
Jehovah El Shaddai sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Jehovah El Shaddai will never leave us nor forsake us. Ngài chính là đấng chu cấp cho chúng ta. He is the God who provides all our needs. Ngài là đấng đủ đầy cho tất cả mọi điều chúng ta cần. Because he is more than enough. Amen anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa đã đặt lòng kính nơi Ngài. So put your faith in him. Đức Chúa Trời là đấng quá đủ ân sủng và lòng thương xót của Ngài. God has enough compassion and love. Là Ngài đấng quá đủ sự cứu rỗi cho chúng ta. He has more than enough salvation. Ngài đấng quá đủ niềm vui và bình an cho chúng ta. He has more than enough peace. Ngài là đấng quá đủ sự chữa lành cho chúng ta. He has enough healing for us. Ngài là đấng quá đủ cho sự tràn đầy và thịnh vượng của chúng ta. He has enough prosperity and abundance. Ngài là Đức Chúa Trời là đấng quá đủ cho chúng ta. He is more than enough. Sáng hôm nay chúng ta cảm tạ Chúa. So this morning we thank God. Vì Ngài là đấng quá đủ trong cuộc đời của chúng ta. He is our all-sufficient Jehovah. Hãy đến với Chúa trong thời gian này. Come to the Lord right now. Trong lời cầu nguyện. In prayer. Hãy đặt những gì chúng ta có ở trong tay của Ngài. Everything that you have, put it in his hands. Với ước mơ được Chúa sử dụng đại dụng chúng ta. That God would use you và tận dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. For his glory's sake. Thì nguyện xin Chúa ngài ban ơn. May God bless you. Anh chị em có 5 cái bánh và 2 con cá hãy dâng trong tay của Ngài. My brothers and sisters, if you have 5 loaves of bread and 2 fish. Anh em có cây gậy như Môsê cây gậy để chăn chiên của ông. If you have as Moses did, a staff. Dâng cho Chúa giao trong tay của Ngài. Put it in the hands of God. Nên cho em có một đức tin như các em của Lazarus. If you have the faith of the siblings of Lazarus. Hãy dâng cho Chúa. Give it to God. Nên em có đức tin như Joshua. If you have the faith of Joshua. Các bạn cần một sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa. You need a supernatural intervention. Thì hãy tin rằng Ngài có quyền. Then believe that God has the power. Có thể làm cho mặt trời mặt trăng đứng yên trong một ngày. And moon to stand still. Thì Ngài cũng có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu của chúng ta. Our God can surely meet every và sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. Use you for his glory's sake. Và xin Chúa nghe ban ơn. So may God bless us. Chúng ta cùng đứng lên trong sự cầu nguyện. I invite you to stand with me in prayer. Trước khi hội thánh của Chúa cầu nguyện. Before we pray as a church. Nếu có ai có mặt tại đây trong ngày hôm nay. If there's anybody here today. Bởi vì chưa có El Shaddai ở trong đời sống của mình. And you do not have El Shaddai in your life. Chưa có đấng toàn năng, đấng đủ đầy cho mọi nhu cầu của chúng ta trong đời sống của chúng ta. Hãy bước vào sự cứu rỗi của Chúa. I encourage you to step into the Hãy tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống mình. That God has and accept him, receive him as your Lord and Savior. Bởi vì quý vị và các bạn có thể ở và đứng chung với chúng tôi trong phước hạnh, trong sự bảo vệ, trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời toàn năng. Because you can stand with us in the provision, the guidance and the protection of the Lord. Không cần phải chạy đến nhờ chúng tôi giúp đỡ nữa. You no longer have to run to us to ask us to help you. Nhưng mà chúng ta có thể nhận được phước hạnh là những người con Chúa khi chúng ta ở trong sự cứu rỗi của Ngài. But we can receive the benefits, the blessings of God as children of God. Hãy đến và đáp lại với sự cứu rỗi của Chúa. So come to the Lord and respond to his call for salvation. Nói với người bạn đã mời quý vị đến đây trong ngày hôm nay. Tell the friend that invited you to church today. Xin anh xin chị đi với tôi. Would you go with me? Would và tiến lên phía trước tại đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. And as you come to the altar, we will help you. We will guide you in prayer so that you can receive the Lord as your Savior and that you can accept the gift of salvation. Hội thánh mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Church, pray to God. Chỉnh lại tấm lòng và đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. And align your heart with our Lord God Almighty. Nếu trong những ngày qua có những điều trong đời sống khiến cho chúng ta đã lạc hướng. That if there's anything in your life that has caused you to go off the path that God has for you. Chúng ta lo sợ con người hay là những điều của thế gian này. Whether it's fear of man or the troubles of this world have distracted you. Xin Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay. May God give you this morning. Tất cả đều trở lại trong sự hứa nguyện và cam kết. And allow your life to be realigned with the Lord and his promises and his covenant. Và công bố rằng. And you can declare. El Shaddai là Đức Chúa Trời của con. El Shaddai is my God. Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Trời của Almighty con. Almighty God is my God. Con hết lòng phục vụ El Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng của I con. I serve, worship my El Shaddai. Con xin dâng cuộc đời con trong tay Ngài. I give my life into your hands. Xin sử dụng con cho vinh quang của Chúa. Lord, for your glory's sake. Amen, Jim. Amen, my brothers and sisters. Chúng con tạ ơn Ngài. Father God, we come to you this morning and we thank you. Một chuỗi ngày dài 41 năm. A journey of 41 years. Chúa đã nắm tay chúng con dắt chúng con. You held our hand every step of the way. Ngài đã dạy dỗ chúng con. You have taught us. Ngài đã mở những cửa đồng thanh sắt trước mặt chúng con. You've opened up doors before us. Hãy ngợi khen Chúa vì Ngài đã giúp đỡ cho chúng con. And we praise you because you've helped us. Có thể khám phá ra những của trong nơi bí mật.
to discover the hidden treasures. Cảm ơn Chúa vì sự gìn giữ bảo vệ của Ngài. We thank you, Lord God, for your hedge of protection around us. Chúa cho chúng con đứng khi nhiều người ngã. You allowed us to stand when many beside us has fallen. Chúa cho chúng con đứng vững ở trong đức tin và trong sự hầu việc Chúa. You allowed us to stand strong in our faith in our ministry to you. Trong khi nhiều người đã ngã quỵ. Whereas many on the, have fallen to the left and the right. Cảm ơn Chúa vì sức thiên của Ngài đổ trên chúng con. I thank you for your divine strength that you've poured upon us. Cảm ơn Chúa vì Ngài thật là Đức Chúa Trời đủ đầy cho chúng con. Thank you because you are a God who is more than enough. Trên buổi sáng hôm nay, and this morning, God, là những cá nhân, as individuals, và là hội thánh VBC and as Houston, a church, VBC Houston, chúng con công bố rằng, we declare El Shaddai là Đức Chúa Trời của chúng con. That you, El Shaddai, are our God. Chúa toàn năng là Đức Chúa Trời của chúng con. Almighty God is our God. Và chúng con là những đầy tớ con gái của Ngài. We are your children. We're your xin servants. Sử dụng đời sống so của chúng con. Use us, oh God. Theo ý của Ngài. According to your will. Để nước của Chúa được đến. So that your kingdom may come. Nước của Ngài, ý của Ngài được nên. And your will be done. Ở đất này. On earth. Như Chúa đã định ở tại trời. As it is in heaven. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện. Thank you, Lord, and we pray all these things. Xin Chúa ngài ban phước trên VBC Houston. Bless VBC Houston, Lord. Để năm thứ 42 và những so năm sắp đến. 42nd year that we're stepping into and in all the years to come. Để Chúa để dòng chảy mà Chúa ngài sẽ đưa chúng con. The river of life that you've put us in. Đến chừng chúng con sẽ bước vào cửa của một căn nhà. That will lead us to the house that you have in store for us where we can step through that front door. Chúng con sẽ bước vào những căn nhà. And we can step into houses. Căn nhà của phước hạnh. The houses of căn nhà blessing, của ơn Chúa, houses of favor, trong quyền năng của Ngài, in your power, và chúng con sẽ thấy, and we can see, VBC Houston tiếp tục, Houston will continue, để Chúa ban phước dư dật, to walk in the blessings, the abundant quyền năng blessings of lớn God, lao, that in the power of God, sự sức dầu tươi mới the anointing, fresh anointing upon us, để chúng con lại kết quả một cách lớn lao cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện. Lord, and we pray all these trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Praise the Lord. VBC Houston một lần nữa. Chúc mừng sinh nhật. VBC Houston, happy birthday once again. Chúc mừng anh chị em. Happy anniversary. Đã được Chúa ngài mang về đây để chúng ta cùng nhau đứng chung để mở mang vương quốc của Chúa Trời. To continue to expand the kingdom of God. VBC Houston được phước. VBC Houston is blessed. Và làm nguồn phước cho muôn người. And be a blessing to the multitudes. Hallelujah. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em dừng lại. And my brothers and sisters, if you'll pause where you are for just a moment, if you'll stop. Để chúng ta cảm tạ ơn Chúa trước khi chúng ta sang hội trường. And give thanks for the food before we go over to the CLC. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa. Father God, we thank you. Vì sự phục vụ của các anh chị em chúng con. Because of the service of our cooking team. Chúng con ngợi khen Ngài vì một bữa ăn đang chờ đón chúng con. We praise you for the food that awaits us on the other side. Chúng con xin Chúa ngài ban phước trên thức ăn. And we ask God that you would bless the food. Ban ơn trên tất cả những bàn tay đã đóng góp cho chúng con. Cho chúng con sẽ có một thời giờ thông công. So that we'll be able to have a time of fellowship over a meal that's blessed. Và tiếp tục ôn lại các phước lành của Ngài. And that we'll continue to be able to talk about your faithfulness through the years, to testify of your goodness. Để làm chứng về việc tốt lành của Chúa. All of your goodness in our lives. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. Cho sự vinh hiển của Chúa. For your glory, O God. Và cho sự mở rộng của VBC Houston. And for the expansion of the ministry of VBC Houston, we praise you. In Jesus' name. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise Chúa the Lord. Chúa God bless you, my brothers and sisters. We'll go over to the other side to share in a lunch together. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.